mua xe này xin thêm cái quần. Ủy tưởng thế nào, chứ còn cái quần đối với mình thì nó đơn giản lắm. Nếu mà anh em mà mua con xe này của mình ý, thì mình sẽ tặng ngay cho anh em quả quần đùi thái này nhá. Phù hợp mấy chiếc xe này luôn. Anh em mà mặc cái quần này mà anh em đi chiếc xe này thì đảm bảo với anh em là VIP nhất phố luôn. Hôm nay mình mới về thêm một con Exciter, cũng chỉ hơn 20 củ thôi, độ full dàn chân của phân khối lớn rồi. Đây anh em xem này, mà cái ông nào bảo là bánh to thì không quay được nhiều vòng. Đây, các ông đếm xuống vòng của tôi cái. Thấy chưa? Quay tít to lò luôn, thế này mà các ông bảo không quay. Đây này, full dàn chân bộ gắp của phân khối lớn này. Đằng trước thì lên ngay hai quả đĩa, hai heo luôn. Lốp trước là lốp 120 anh em ạ, to đẳng cấp hai quả cuộc nhá. Đây, ngày trước ông nào chê thì đầu này không có đèn, thì hôm nay có ngay quả đèn trợ sáng rồi. Quả đầu của LVX, anh em thấy đẳng cấp chưa? Đấy, con xe nó đẹp như thế này. Mà ông nào mà chê nhá, đây tôi thử ngồi lên cho các ông xem này. Mặc quả quần này đi chiếc xe này thì nó uy tín luôn anh em ạ. À, các ông nhìn thấy đẹp chưa? Từ từ đeo cái kính xuống trúng đục cái đã. Rồi. Đấy, tuyệt vời cho anh em. Thì VIP nhất phố luôn nhá. Không có ai giống mình luôn. Đẳng cấp luôn.